Hello. Chết tôi rồi. Chóng chào nhé. Chết tôi rồi các anh chị ơi. Chào các anh chị. Nguyễn Trần Thành, Phạm Bắc Kiên, Hằng Phương. Chào chào nhé. Chào Đức, gia đình Thọ Thu. Sao mà cái tên nó dài thế? Kevin Trần, Yến Đặng, Dũng Bùi, chào Bắc Bình Võ nhé, Phương Lan Hà, Nguyễn Thị Bạch Yến, chào chị, Nguyễn Thị Bạch Yến với HK, Trần Giang Giang, chào Trần Lê, Biển Đông Khoa Trần Giang Giang, Phương Lan Hà, chào. Bữa nay chưa tới 9 giờ đêm mà sao ngủ. Chào Thu Nguyễn, chào Nguyễn Đức Huy, chào anh Bùm Đương. Mới có 9 giờ mấy mà sao ngủ. Chu Quốc Đông, Đình Mạnh, gia đình Thu, Minh Nguyễn, chào chào tất cả. Dạ. Chào Hải Đức, chào mấy anh chị nha. Hôm nay mấy anh chị khỏe không? Hôm nay là hôm nay ngày thứ tư, sáng thứ tư đúng không? Sáng thứ tư đúng không? Các anh chị ơi, từ ngày mà em đi bưng bô cộng sản tới giờ em chết rồi các anh chị, em tăng ký anh chị. Chào Thế Gian Phạm, Cao Hoàng Lan. Các anh chị biết không, từ ngày em bưng bô cộng sản tới bây giờ em nói thật với các anh chị chứ em chết. Hôm nay các anh chị biết cuộc đời của em, em chưa bao giờ mà hả. Chào Dương Minh, chào các anh chị có biết là chủ tiệm vàng bị đánh phá hình như theo ba sọc đúng không anh? Không, không cho em đội mũ cờ ba sọc. Không, không có ai tiệm vàng nè, tôi nói không. Tùy theo cái người thờ của tiệm thôi, nhưng mà tôi nói cho các anh chị nghe nè, tiệm vàng á, ở bên Mỹ này giờ không có ai mà theo ai hết á. Nó chỉ theo thằng nào có tiền thôi, chứ không có người ta. Mình nói cho các anh chị nghe nè. Để cho anh, cho anh, cho anh, cho anh cái gì đó mình nãy. Có người nói tôi là xài nick này nick của Trung Quốc, cái này không phải nick Trung Quốc nha, nick này nick của Việt Nam. Ok, hiệu đa xa là Việt Nam nghe chưa. Cho anh hát bản đàn bà với lại rồi cho bắt đầu cho anh chào cộng cộng ha. Xin chào các anh chị, cho anh hát bản đàn bà rồi cho anh nói chuyện với chị nha. Có một số chuyện hôm nay mình muốn nói. Bóng đêm mà nói buồn không biết tên, tôi đã từng hẹn mây hẹn gió, tôi muốn lánh
quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi chỉ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng niềm mang thèm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tiền, tôi muốn quen nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần. Ơi đàn bà ơi, ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trắng sao? Ôi đàn bà lại là con dao tiêm tiêm nhỏ máu. Ôi đàn bà rượu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chùa cây. Linh biệt em thương chúc tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên một kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi. Em biết Phương Hai mà Cao Hoàng Lan. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng mình mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh như lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần. Tôi đàn bà ơi, ôi đàn bà là những đàn bà là ngọc ngà trắng sao, hay đàn bà lại là con dao tiêm tiêm nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chùa cây. Tình biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên buồn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, ơi đàn bà ơi. Chào các chị nha, cho nó đủ chọc chơi gì chứ chọc gọi là ấy thôi chứ cho nó không phải BD đâu nha, không phải là hỏi cái là nói là hận đường bà hay gì nha. À, đầu vô á là cảm ơn chào các anh chị, sức khỏe, chúc các anh chị sức khỏe nha. Hôm nay từ ngày mà tôi đi bưng bô cộng sản đến giờ tôi lên ký dữ quá các anh chị thiệt á. Chưa bao giờ mà tôi ăn cơm, hồi xưa giờ á là tôi ít ăn cơm lắm mà hôm nay tôi ăn cơm tới 6 bát cơm. Các anh chị tưởng tượng canh mồng đây, rau đây ai mà sẽ khóa quà rau đây, mồng tơi rau đây nhá, mồng tơi rau đây canh cua, cà pháo, cá rô sạch, chiên ăn. Trời ơi, tôi nói không còn cái gì mà hơn là ăn cái cơm hôm nay nhé. Tôi nhờ mà đúng bô cộng sản, bởi vậy tôi nói thật, nhờ ơn cộng sản sang Mỹ thì tôi mới càng ngày càng phát tí tướng, nên bể phọt rồi mà sọc nhìn là sọc chết. Đâu có rẻ, một bát canh cua thử đi, bát canh cua 20 mấy đô la. Rau đây với cua đồng Việt Nam đem sang nữa mới chết. Hôm nay cho anh muốn chia sẻ là tình hình nước Mỹ thì vẫn giống như ngày nào như ngày nấy. Biểu tình vẫn còn chiếm đóng nha, vẫn còn chiếm đóng, chưa có thả trên thành phố tôi là thành phố Seattle á. Nó chưa có rời khỏi cái thành cái chỗ nó chiếm đóng của cái chỗ đồn cảnh sát.
Thì các anh chị nghĩ á, không biết cái thằng thằng mấy cái chỗ thành phố tôi, thằng thị trưởng á, không biết nó làm sao nữa. Từ cái thành phố đó đó, trên cái khu mà nó bây giờ nó lắm, nó lấy cái đồn cảnh sát đó thì không có lớn, cảnh sát nó nhỏ thôi, ở trên Broadway cảnh sát thì trốn hết rồi, không còn thằng nào trong đó hết. Rồi bây giờ là 6 lóc đường đó, ông Trump ông đã tuyên bố tuần vừa rồi, 8 ngày trước, thứ hai tuần vừa rồi, ông biểu nếu mà trong vòng tới ngày mai là ngày thứ tư, là hôm là thứ tư ở bên Việt Nam, thứ năm bên Việt Nam, thứ tư bên này, nếu mà không dời ra thì nó ông sẽ cho ra lệnh quân đội vô, nếu mà quân đội dúng vô liền bắt, một là bắn, hai là bắt, coi như là giải quyết theo kiểu mà manh động á. Thì giờ bên nước Mỹ thì khốn nạn không các chị, cái gì cũng vậy, nó có cái luật, tại vì từng tiểu bang nó có theo luật, nó theo luật. Ông tổng thống thì chỉ có lệnh là ra lệnh có với lại trong Nhà Trắng thôi, nhưng mà ở dưới từng tiểu bang thì có thằng thị trưởng nè, thằng nghị viên rồi tùm lum hết, nó khốn nạn lắm. Cái lực của mỗi tiểu bang nó khỏi mỗi khác. Bây giờ á, cái thằng thì giờ thị trưởng của thành phố đó nó nhu nhược lắm, nó liberal mà, liberal có nghĩa là nó giống như dân rock and roll vậy đó. Nó đứng ở bên, nó là giống như thịt ba rọi giữa hai bên, nó không có cứng rắn. Nó hỏi các anh chị chứ giờ biểu tình mà phải mang toilet, giấy toilet cho nó này, mang cầu tiêu tới cho nó, mang đồ ăn này, mang kem đến răng, mang đồ ăn sáng ra, sợ nó thưa. Khốn nạn không? Nếu mà dùng cái luật lệ của bên Việt Nam mình sang đây, tôi bảo đảm là không có thằng nào mà nó dám làm kiểu đó. Tại vì cái thứ nhất đó là mình thì không có đánh nhé, nhưng mà mình chỉ dùng nhu đánh cương, thắng cương đúng không? Nhưng mà cái lũ bên này á, nó đi biểu tình bây giờ nó giống như nó cướp cạn vậy đó. Nó vô là nó đè dân ra, ai mà đi xe, những người sống ở đó, những người mà sống ở trong cái thành phố, mình xin tổng chào các anh chị, mình không thể nào chào từng người nha. Những người sống ở trong cái con đường đó thì nó con đường đó là nó sát, nó con đường chính là con đường Broadway, 6 lóc đường là có cắt ngang qua đường ABC, thì mỗi lóc đường này khoảng chừng nó gọi block á, block thì một gần một cây số. Thì các anh chị đi, nó cứ nó đóng cho bụi đời, nó dân bạc, là nói chung ra là nó đủ thứ, xì ke, ma túy, rượu chè, nó không còn cái gì mấy. Hai bên cái đường đó là cái khu gần tiệm nhà tôi á, là nó đem đi nó đóng, nó sơn bậy bạ đập phá, nói chung là coi như không còn gì luôn. Ở nước Mỹ á, bây giờ các anh chị thử nghĩ, những cái thành phố đó là những thành phố du lịch ngày xưa tới bây giờ á. Đúng rồi, cái Khánh Gia Nguyễn nói là tụi nó là cha thị trưởng á, là dùng cái từ đó rất là đúng luôn á. Ngày xưa tới giờ á, là hai thành phố du lịch, ba thành phố du lịch Seattle là có Space Needle với lại cái khu của Bill Gates. Bill Gates là cái ông mà của bên computer đó, Bill Gates làm bên khu đó là nhiều, rất là nhiều người giống như nhiều người đi du lịch qua bển. Ở bên Cali thì có Bắc Cali, là có San Francisco. Ở bên New York thì có Manhattan, thấy không? Thì ba cái thành phố lớn đó bây giờ không ai dám đi du lịch hết. Biểu tình nè, tôi hỏi các chị, giờ mới mở cửa ra chào tháng đầu, bây giờ mới mở cửa ra thì bây giờ bị tụi nó đập phá tà le hết. Các chị nghĩ đi, bây giờ thì những cái thằng ở bên này hiện bây giờ không có dám lên tiếng, thậm chí những người mà chủ tiệm dài đó là không ai dám kiểu mà giờ lên tiếng cũng chả được cái gì hết. Bây giờ chỉ có cách một là mình thui thủi, mình đợi cho tụi nó đi, rồi bắt đầu mình vô mình sửa tiệm xá để mình buôn bán làm ăn lại. Mới vừa mở cửa, mới được hết cái corona, mới được lệnh mở cửa, giờ nó vô nó chiếm đóng giống như là của ông nội nó để lại vậy, nó vô nó đập phá. Tôi nói bây giờ coi như là một cái thành phố hoang vậy đó. Thì các anh chị thử nghĩ đi, nước Mỹ có còn an toàn hay không? Cái thằng Benny Trương nãy có vô nhà nó tính chửi mấy cái mà không có công thôi, chửi nó làm gì dơ, thấy nó nói chuyện mà ngu đần mà đi ra. Thì nó nói một câu nè, ở Việt Nam đi đâu chào tiệm chim, chào luật sư. Nó nói một câu ngu, đi đâu cũng gặp đảng, đi ở đâu cũng có đảng. Tôi nói đảng từ đâu ra? Từ dân ra đúng không? Đảng là từ dân ra đúng không? Bây giờ nó đi đâu cũng vậy thôi, 96 triệu dân là cũng ủng hộ đảng hết rồi. Nó nói đi đâu cũng gặp hết rồi. Mà bên ở Việt Nam thì có cái gì là cao nhất? Đảng, chính quyền, nhà nước Việt Nam mình là cao nhất. Mà cái lũ khốn nạn ngô chạm cầm mà nó nói câu đi đâu đa cũng gặp đảng, nó ghét. Mày ghét thì mày cãi mẹ mày. Bây giờ hiện nước Mỹ kìa, hiện tại mày ở đang ở nước Mỹ này, mày còn không làm được cái gì nữa mà mày xíu mỏ gì cái đất nước bởi đó. Mà đất nước Việt Nam bây giờ tôi so sánh,
Hôm nay bây giờ là tổng cộng là bao nhiêu người, bây giờ dương bao nhiêu người dương tính? Chào Nhật Lê. Các chị biết giờ hiện giờ bao nhiêu người dương tính? 2.3 triệu người dương tính. 120.000 người chết. 120.000 người chết. 2.3 triệu dương tính. 2.2 triệu mấy, 2.3 triệu người dương tính. Chào Long Thủy. Thì các anh chị thử nghĩ làm cái con số giùm tôi đi. Trên toàn nước Mỹ thì chỉ có 300 triệu dân. Việt Nam mình là 97 triệu. Nó gấp 3 là đất nước mình. Nhưng mà cái tổng số diện tích. Chào Hùng Nguyễn Dân. Chào anh Long Thủy. Chào Ninh Mạnh. Chào Thị Hương Đỗ. Bây giờ các chị thử nghĩ đi. Cái diện tích của nó gấp 9 lần ở nước Việt Nam mình. Chào Hiếu Phan. Tổng cộng á, cái diện tích của nó, của nước Mỹ này, thì nó rộng gấp 9 đất nước mình. Mà đất nước mình nhỏ như vậy. Mà các anh chị thử nghĩ đi. Cái dương tính với lại cái người mà thất chết, cái số chết của mình là số 0. Hoàn toàn số 0. Những cái dương tính của mình rất là nhỏ. Khoảng chừng dưới 300 người. Nhưng mà những cái dương tính đó là những người du lịch đi vô nước mình. Chứ không phải là người Việt Nam mình bị dương tính. Mà hiện bây giờ các anh chị thử nghĩ giùm tôi nha. Nếu mà không chịu mà ngừa, hiện bây giờ đó là cái corona, nó gọi là corona 20, nó sẽ tràn lan ở trên nước Mỹ này. Sẽ tràn lan ở trên đất nước Mỹ này nha. Thì các anh chị có tưởng tượng trong vòng khoảng chừng 3 tháng nữa thôi. Ok, tổng chào nha. 3 tháng nữa thôi thì nước Mỹ này sẽ tới đâu? Coi tôi nó đoán cái bài toán của tôi nó đoán có đúng hay không nha. Bây giờ các anh chị cứ đứng đi biểu tình không đeo khẩu trang. Thằng này nó đứng sát thằng kia trong nhóm cả ngàn cả triệu đứa đứng sát với nhau. Một thằng không đeo khẩu trang thì nó truyền loa. Mà trong khi đó thì những người chống cộng cực đoan có một số rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Tại sao chúng ta không lên những cái người cũng chúng ta đứng lên mà nói lên một cái, chỉ cần không cần phải biểu tình, không cần gì, mình chỉ cần mình lời nói của chúng ta, thí dụ như một người nói, hai người nói, viết lên status thời buổi này mà Facebook, Twitch, Yahoo, bất cứ gì cũng có message để gửi lên đất nước Mỹ yêu cầu. Một người, một cây, giống như một cái bó đũa, một hai cây thì nó mềm. Thử một bó đũa cứng lại giống như người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng ta lý do tại sao mà mạnh. Tại vì dân tộc Việt Nam của chúng ta nó giống như cái bó đũa vậy đó. Tại vì nguyên một, nó bây giờ có hai cây đũa nó mềm lắm, ba cây nó vẫn mềm. Bây giờ thử một bó đũa 10 cây, 20 cây. Mà các anh chị muốn lại cho tôi bảo đảm còn cứng hơn là cây sắt nữa. Nhưng mà những người ở Việt Nam mình đó, khi mà sang đất Mỹ này hoàn toàn họ không có làm được những cái mà trong đất nước của chúng ta đang làm. Tại lý do tại sao mà trong đất nước Việt Nam chúng ta làm được là sao? Chúng ta nhờ được sự đoàn kết. Bây giờ chúng nó cứ tối ngày, tụi nó cứ chửi là đảng này đảng nọ. Trong chính hiện tại những cái nơi của chúng ta đang ở đây, những cái nơi tụi nó đang ở đây mà nó không làm được cái việc đó, mà nó còn xía mỏ đi về Việt Nam. Tôi hỏi chứ bây giờ cái đảng là từ đâu ra? Đảng là từ dân ra chứ bây giờ mà dân mà không đoàn kết, không có xây dựng đảng, không có ủng hộ đảng để làm gì có đảng, đúng không? Bây giờ là dân là từ đảng là từ dân ra. Mà nó cứ chửi đảng là có nghĩa là nó chửi hết các anh chị đó. Tụi nó có sai đâu. Mà tụi nó rất là khốn nạn. Cha mẹ tụi nó vẫn còn bên Việt Nam. Nhất là tụi nói không, thằng bé đi Trương Nhất Tân Thái mức càng cái miệng nó chẳng giống như thằng Trương Nhật Phong vậy. Nó chả chửi cho dữ vô. Mình gọi mình chửi nó đòi thưa mình. Tao nói mày thưa lẹ lẹ đi. Trương Nhật Phong là cái thằng đó là tôi ghét nhất cái đài đó. Mày đòi, nó nói nó là mình harass nó. Harass có nghĩa nó là mình harass tiếng Mỹ, tiếng Việt Nam mình có gọi là mình hay chửi bới nó, mình nói là mày thưa cho lẹ, thưa lẹ lên cho nó vuông nhé, khỏi vuông và tấm giác luôn, lẹ lên, không cần cần luật sư tôi giới thiệu cho. Ở bên này bây giờ mày xuyên tạc bên về Việt Nam, giờ tao không thích, giờ tao chửi là mày á, giờ mày tự do mà ngôn ngữ tự do mà bên Mỹ là tự do ngôn ngữ mà tao đâu có chửi mày đâu, tao chỉ nói mày là thằng chúa ngục. Bây giờ mày thưa ra nước ngoài, bây giờ mày thinh mày thưa đi, mày dịch cái chữ chúa ngục là cái gì? Cũng đâu có dịch ra được đâu, chúa ngục là cao lắm là kỳ biểu đó là thằng chút stupid thôi chứ là gì? Mày thưa tao gì? Rồi bây giờ mày cứ đi mày ở bên này mày không lo, bên Mỹ này không lo, mày không có được cái giống như là cái anh Hùng Nguyễn Dưỡng Danh anh nói là bác nói là đoàn kết là sức mạnh truyền thông của sức mạnh của Việt Nam. Thì cái đó bây giờ ở Việt Nam mình đã dùng cái đó đoàn kết của sức mạnh đó. Tại sao mình qua bên nước ngoài mình không dùng những cái đó để cho mình là người dân Việt Nam?
dân Việt Nam mình là bao nhiêu người dân Việt Nam là bị tụi nó cướp nè, tiệm vàng đồ này nọ, mà trong khi đó tôi ở trong nhà tôi nè cũng bị tụi nó đập phá trong tiệm tóc nhà tôi. Thì bây giờ các anh thử nghĩ đi, tại sao chúng ta không dùng những cái lời truyền thông đó mình đoàn kết, mình chỉ cần cái lời nói đâu mất tiền mua đâu, đúng không? Bây giờ các anh chị chỉ cần nói là ok, mình chỉ viết lên lá thư hay gì trên email, thời buổi này dễ mà. Mình chỉ cần yêu cầu nó ok, chúng ta là người da màu, chúng tôi là người đóng thuế, chúng tôi là người làm ăn đóng thuế. Cứ bây giờ cứ tưởng tượng nè, một đồng ở bên nước Mỹ này tôi mua một, thí dụ như 10 đồng, bất cứ tôi mua cái món gì tôi cũng phải đóng thuế 10%. Các chị, anh chị thấy xót xa không? Thí dụ như tôi, một tháng tôi mua 10.000 đô là tôi phải đóng 1.000 đồng tiền thuế. Thì bây giờ tôi bị thất thoát, vừa hết cái chuyện corona nó không cấm làm ăn buôn bán, rồi bây giờ mỗi tháng tôi phải móc tiền túi ra, tôi phải trả tiền thuế nè, rồi tiền mướn đất nè, rồi tiền thuế mỗi định kỳ một năm cứ ba tháng là phải một lần. Thì bây giờ không có tiền vô, lấy đâu mà tôi đóng tiền thuế, mà tôi bắt buộc tôi phải đóng. Mà nếu mà tôi không đóng thì nó sẽ cắt cái môn bài đó đi, tôi không còn để cái môn bài nữa để buôn bán làm ăn. Thì bây giờ chỉ nhờ được cái giống như là Việt Nam mình, chúng ta người Việt Nam là chúng ta, tại sao mà chúng ta thoát được hết những cái mà qua gọi là corona chúng ta cũng vượt qua, và cái chuyện gì thắng, bất cứ thắng đế quốc Mỹ, thắng đế Pháp, cái gì cũng vượt qua là gì? Nhờ sự đoàn kết của toàn dân, đúng không? Toàn dân Việt Nam mình lúc nào cũng đoàn kết, mà tại sao ở Việt Nam mình làm được, mà khi ra nước ngoài rồi mình không có bó, mình không có vơ đũa cả nắm, mình ra nước nhà ngoài rồi á thì á, các anh các chị cứ hỏi một cái là cứ cộng sản. Mà tôi nói cộng sản đâu ăn hết ông nội của các anh chị đâu. Thì tôi cũng đã giải thích hồi nãy giờ, cộng sản là cộng sản với đảng là từ đâu ra? Cũng từ là dân ra thôi, chứ là đâu có gì, chứ là ai? 96 triệu dân mà không có ủng hộ đảng, lấy đâu mà làm gì mà có 4 triệu, 5 triệu đảng viên với lại người dẫn đầu cho đất nước. Mà họ không bao giờ họ thực nguyện được, cứ ra khỏi nước ngoài cái là bắt đầu cái giống con thủy dương vậy, chui cái đầu vô cái thùng rác. Ôi trời ơi, dù sao đi nữa rác với cất ở bên nước ngoài nó vẫn thơm hơn Việt Nam. Việt Nam cái gì cũng thối hết, nhưng mà quá ngó quay lại coi sự nhục nhã về một cái đứa vô học, khi mày ra khỏi nước ngoài rồi cái gì cũng vậy, mày cứ chơi đất nước, nhưng mà đất nước có bao giờ ruồng bỏ tụi bay đâu. Bây giờ mình lên đây, mình các anh chị đừng có nói bây giờ mình không có chửi nữa. Họ cũng là, bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, nhiều khi nóng quá thì mình chửi tục vài câu cái, nhưng mà cái bây giờ mình có chửi cỡ nào đi nữa, mình cũng không thể nào mà mình họ đã bôi nhọ, họ đã chửi đất nước mình, bây giờ mình chửi lại mình giống như mình nói vậy đó. Họ là một con thú vật, họ cắn mình, mà bây giờ mình quay lại mình cắn họ, thì họ cũng giống như là một, mình cũng giống như là một con thú vật với nhau thôi, thú với thú cắn nhau, hoặc là con chó. Mình không ví họ là con chó, tại vì con chó nó quý giá hơn, con chó nó quý giá hơn cái con người, tại vì họ không phải là con người hoặc là con chó nữa. Tự nhiên một khi mà các anh chị, một con người mà khi ra khỏi đất nước mình mà mình tự phủi đứt cái tổ tiên của mình đi, mình không phải là con người nữa, cái gốc gác của mình. Cái câu mà lời cái bài hát quê hương nó nói hay lắm, nếu mà mình hiểu ra đó, là rất là hay. Quê hương mỗi người chỉ một thôi. Bây giờ tôi có thể, tôi sang đây, coi dù tôi sinh đẻ ở đây, nhưng mà tôi nói tiếng Việt. Mẹ tôi, cái gốc gác mẹ tôi, bà ngoại tôi vẫn còn ở bên Việt Nam, cậu tôi, cái cậu với bà của bên bà nội tôi vẫn còn ở Việt Nam, thì có đâu có thể nào mà tôi ruồng bỏ được, đúng không? Tự vì gia đình mà, bà nội, bà ngoại tôi, mẹ của mẹ tôi là bà ngoại, đúng không? Em của mẹ tôi gọi là cậu, đúng không? Thì bây giờ họ cũng vẫn ở Việt Nam, không thể nào mà tôi chê được, không thể nào mà tôi bảo là tôi không phải là người Việt Nam, không thể nào mà tôi ruồng bỏ được. Thì những cái người đó, cái người khi mà họ sang đây, giống như những người đang chống cộng cực đoan á, họ sang đây, họ đi chửi bới đất nước mình, họ xuyên tạc đất nước mình, họ làm được cái gì? Khi các anh ra đi, các anh làm gì được cho Tổ quốc? Mà bây giờ các anh ở bên này, các anh xỏ mỏ về đòi hỏi Tổ quốc làm gì cho ta? Làm được cái gì? Dân cái hỏi ra cái là chúng tôi lên đây nói những cái lời nói để cho người dân được sáng và người dân tốt, kêu oan cho dân. 81 người đang coi trong này với tôi, đang chia sẻ, đang nói, đang mình chúng ta đang trao đổi với nhau này. 81 các anh chị ở đây, hoặc có một số người ở ngoài coi, có ai lên đây than về là kêu oan không?
hoặc có ai đang gọi là khổ sở không? Chúng ta 20 năm nay chúng ta đã vượt qua cái chuyện khổ sở rồi. Tôi nói thiệt với các anh chị nha, cái thời mà tôi còn ở bên Việt Nam đó, cái thời bao cấp đó, trước năm 79-80 đó, cái lúc mà tôi còn ở bị bướng bên Việt Nam, mì gói lúc đó đó phải ăn độn. Cái thời đó mới gọi là thời gian khổ khăn, thời gian đó mới thời gian bao cấp đó mới khổ. Lúc đó chúng ta mới vừa hòa bình được vài năm, cái đó mới gọi là khổ. Mà tại sao tôi không hận cái chế độ cộng sản, và tôi không bao giờ mà tôi hận lúc đó là tôi vừa được bị kỳ thị lai rồi đủ thứ đó, rồi bị đánh đi kinh thế mới, lấy mẹ ở nhà. Nói chung ra cái chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Tại sao tôi không hận cộng sản, tại sao tôi không nói xấu cộng sản, mà tôi vẫn cười khi tôi thấy đất nước yên bình, mạnh, các anh chị khỏe, là có nghĩa là dư tài dư lộc, các anh chị có thể lên trên mạng ngủ cà phê. Hiện bây giờ các anh chị rảnh rỗi hơn tôi. Tôi ở bên người Mỹ sáng ra phải quần quật như con thú, từ sáng sớm cho đến tối, về là độc thân phải tự nấu ăn, đi chợ. Mình là chủ thì mình cũng phải đi mua đồ ăn cho thợ, rồi mua đồ này nọ, mua dụng vật liệu xây dựng rồi về cho thợ, thợ mới làm. Thì bây giờ các anh chị thấy đi, các anh chị sung sướng hơn những người bên Mỹ nhiều. Công nhận Mỹ, chào cô Nguyễn Loan, với chào Hoàng Sơn, chào Hoàng Yến, thì các anh chị biết, ở bên Mỹ, ok, công nhận siêng làm thì có tiền, nhưng mà cái đồng tiền đó làm lớn thì các anh chị cũng phải trả tiền lại. Thí dụ làm một tháng 3.000, chúng mình người thợ làm 3.000 thì các anh chị phải trả tiền ăn, tiền uống, tiền mướn nhà, tiền bảo hiểm, thì nói chung ra nó cũng giống như Việt Nam vậy thôi. Hiện bây giờ làm người thợ, công nhân thợ xây dựng làm cũng được từ 10 triệu đến 12 triệu hoặc 15 triệu thợ xây dựng. Nhưng mà được cái là đất nước mình ở bên đó cái gì nó cũng rẻ hơn, nó cũng không có mắc. Thí dụ như bây giờ một người độc thân cao lắm một tháng đi mướn cái phòng 1,5 triệu, hai phòng 1,5 triệu, 2 triệu là thoải mái. Nhưng mà các anh chị phải nên nhớ như vậy, cái nên nhớ bên này, khi những người mà họ sang đây, họ hoàn toàn một số thôi, tôi không có gọi là mới có 9 giờ tôi chưa ngủ, các chị đừng có hỏi mà giờ là chưa ngủ. Mới có 9 giờ đêm mà thường tôi thức tới 4-5 giờ sáng là không có ngủ sớm. Cảm ơn các chị đã hỏi. Chúc các anh chị có sức khỏe tốt. Cảm ơn. Nhưng mà mình trở lại. Khi mà mình đã sang bên này rồi, mình không cần phải xía về đất nước mình. Tự nhiên hiện bây giờ, những người chống cộng cực đoan bên này, họ khổ sở hơn các anh chị. Bởi vậy họ ganh ghét. Cái lòng ganh ghét của họ đâm ra là họ lên ganh ghét, họ thua rồi hận thù. Họ tự, bất cứ cái chuyện gì các anh chị học thử, coi cái tự đúng. Người khác, người mà yếu lúc nào cũng tự đạp người khác xuống để đưa mình lên là cái người đó là thua rồi. Họ thua rồi, họ mới lên, họ gẳng lên, họ đã thua, họ biết là thua, họ gẳng lên, họ gầm lên để họ cảm thấy giống như là họ hùng mạnh, nhưng mà thật ra trong đó là họ chỉ là con thú thôi. Họ đã thua 45 năm nay, nhưng mà những thằng đó đã thua thì cái số đó đã chết rồi. Nhưng mà những tôi chỉ bực mình là những cái thằng sau này nè, giống như thằng Benny đồ này nọ, giải phóng vô nó chỉ hơn tôi 1-2 tuổi, giải phóng vô nó cũng mới có 12-13 tuổi, nó biết cái đéo gì mà về Việt Nam Cộng Hòa hay là Cộng Sản. Nó đâu có biết đến cái đó gì đâu. Nó sinh năm 60 thì bây giờ giải phóng vô 75 nó mới có 10 mấy tuổi, nó có biết cái gì đâu, đúng không? Thì bây giờ mình trở lại, khi mà mình không làm gì được cho đất nước thì mình câm cái mở lời của mình lại đi. Những thằng, những con làm không được cái gì thì câm lại. Bây giờ á, thằng Mỹ nó xách ba cái tàu ra thì nó đứng lên đây nó chửi thằng Mỹ là chúa ngục đi bưng bô cộng sản. Đúng mẹ mày, mình nói xin lỗi cho các chị, cho Phật cho con nhảy xuống, con đang tu mà con nhảy xuống con chửi nó một câu. Ủ mẹ tụi bay đang sống ở đất Mỹ, thằng Mỹ nó cung cấp nó nuôi tụi bay. Tao nuôi tụi bay, tao đóng thuế, mà bây giờ Mỹ nó muốn làm gì làm, nó đi chửi Mỹ, nó nói bây giờ Mỹ đi mang tàu chiến ra đi ủng hộ thằng Việt Cộng. Mà trong đó cái mỏ lời tụi bay tối ngày cứ chửi là Việt Nam bán cho tàu cộng, thù cộng rồi tùm lum, trù Trung Quốc rồi thù hận thù dứt. Mà bây giờ cái thằng Mỹ nó ra nó đi, nó không, nó chưa làm gì mà đã chửi thằng Mỹ rồi. Tôi hỏi các anh chị có bực mình không? Những thằng, những con đó có phải là dân súc vật, những người gọi là tiếng Việt mình hay dùng cái từ là chó đẻ không? Những thằng mà chống cộng cực đoan nó lên nó chửi lại đất Mỹ, bây giờ các anh chị rồi đất Mỹ đang nuôi nó.
Mà thường thì nó chửi tôi, nó nói tôi là đi bưng bô cộng sản, mày không thích thì trục xuất mày về Việt Nam, mày về Việt Nam mày ở đi. Mà trong khi đó tôi là những người doanh nhân kinh doanh ở bên này, tôi đây đóng thuế, tôi nuôi cái lũ khốn nạn đó, tôi nuôi gia đình nó, mà nó chửi tôi. Rồi chửi tôi không tức, bây giờ nó chửi luôn ông ta bên ông tổng thống Mỹ là đi bưng bô cộng sản. Mà trong khi đó đó là người ta đi lấy cái từng tàu ca, người ta đi vòng vòng để người ta dằn mặt thằng Trung Quốc thôi, chứ chưa có gì mà nó đi chửi người ta. Mà miệng thì nó nói là cộng sản hèn với giặc ác với dân, nó biểu là chính phủ Việt Nam hèn với giặc ác với dân và bán đất cho Trung Quốc hết, mà nó đang hận thù Trung Quốc. Mà chứ như bây giờ người Mỹ đứng nhúng tay vô, không phải chưa nhúng tay vô nữa, cái đó là chỉ có ngoài đảo là đảo của hải phận quốc tế mà. Đâu có nói là thằng Mỹ nó qua nó giúp Việt Nam đâu, nó chỉ giúp chung cho cái người đầu đen thôi. Mà bây giờ nó đi chửi lại, bây giờ các anh chị thử nghĩ các anh chị có bực mình không? Còn cái lời gì mà để nói của những cái thằng mà chống cộng cực đoan, nó ngu, nó vừa chửi cộng sản nè, nó vừa chửi cộng sản mình làm được cái gì hơn nó, rồi nó không làm được, nó tức. Thấy không? Giống như hôm nay tôi nói thiệt, cả đời những thằng ăn cắp chống cộng cực đoan, cả đời những thằng chống cộng cực đoan gặp cái tô canh bánh rau đay cua giống như tôi nấu, nó thèm nhỏ dãi đi, cả đời nó không có tiền mà nó ăn, làm gì mà có được cua đồng Việt Nam nấu. Mẹ nó có hẻ một bó rau đay mười mấy đồng với một cua mấy đồng bạc đâu, tô bánh lớn thì rồi cà pháo nữa tính 20 đồng một tô, tiền chó là mình nó dám ăn. Tại sao mà tôi dám ăn là sao? Tại vì tôi bưng bố cộng sản tôi mới ăn được. Còn tụi nó đâu mà nó ngục, chú ngục, hiểu chưa? Nó chú ngục. Bây giờ nó rắn là nó chửi thằng Mỹ, rồi nó đòi đã đảo biểu tình. Cái mã mẹ mày biểu tình, đã đảo biểu tình gì? Hả? Tụi bay là cái cứt chó gì tụi bay biểu tình. Bây giờ hiện bây giờ những thằng biểu tình nó ra, tụi bay còn chưa dám lên tiếng nói những thằng đó. Mày mở miệng nó quýnh một cái làm chết mẹ tụi bay. Biểu tình với ông nội cha tụi bay mà chửi nước Mỹ à? Các chị thử cái bực mình không? Đúng không? Những cái thằng đó tôi nói thiệt, nó đứng trước mặt tôi mà nó la, nó đi biểu tình đã đảo thằng Mỹ, đã thảo gặp tổng thống Trump mà đã đi nhúng tay vô đi bưng bô cộng sản, nó chửi như vậy. Hiện bây giờ là những thằng biểu tình cướp cạn ở đây thì nó không dám lên tiếng nói. Chính phủ lên đi mang tàu chiến bên đó thì nó biểu là đi bưng bô cộng sản. Cái mã bà tụi nó có chịu nổi hay không? Tôi hỏi các anh chị có chịu nổi hay không? Hả? Tôi có nói là các anh chị có chịu nổi hay không? Còn bây giờ tôi nói các anh các chị thấy không, ở ngoài đường bây giờ những thằng những con mà ngu ở Việt Nam tự nhiên à, tôi thấy tôi coi ba thằng đứng ngay tòa đại sứ Mỹ, ông Trump ơi quay kỳ ơi cứu tôi với, cứu tôi với. Đụng cái thằng Trump nó nói giờ tao chưa cứu được bản thân tao đi cứu mày, mày là cái đéo gì mày đi than tao, mày muốn kiện cái gì á, mày muốn kiện cái gì á thì mày lên trên tòa án Việt Nam, người ta biết tiếng Việt, còn mày kêu thằng Mỹ đó ai nghe mày hả? Hả? Còn các anh chị có chịu nổi không? Những thằng những con ở Việt Nam á nghe cái đó đó, bởi vì công an nó thèm bắt tụi nó đâu, biết tụi nó là những đứa ngu đứa khùng mà cởi trần truồng đi vòng mà phải chi cái ba đì đẹp giống như cho nó cởi trần truồng người ta còn nhìn chứ. Cái ba đì mà tự cái con nhỏ đó mà nó mở ra thì các anh chị nhìn thấy giống một con heo mà nó đẻ tới 1000 lứa rồi. Tôi không biết lý do tại sao tụi nó có khói óc hay không nữa mà nó đi suối người ta, nó làm không được bây giờ nó suối người ta. Tôi giận nhất là nó đang chửi, nó đòi đi biểu tình về cái vụ mà ông Trump, mà trong khi đó đó là ở hiện tại giờ tao khỏi cần yêu cầu mày, chào chính lên nha, tao khỏi cần yêu cầu mày là mày đi biểu tình về nói về cái thằng ông Trump hay gì nữa, khỏi cần là nói ông Trump cái gì nữa hay gì đó. Biểu tình là bây giờ là chỉ cần mày lên tiếng nói thôi, mày nói là như nè, chúng tôi bạn tôi là những cái người gọi là những cái người mà gọi là cái người mà kinh doanh bị cướp giật ở đây nè, mình chỉ cần yêu cầu bảo hiểm trả lại tiền đó để sửa sang tiệm cho bạn chúng tôi. Bạn chúng tôi những người đồng hương chúng tôi là những người Việt kiều bị cướp tiệm vàng hay là bị tiệm nhà hàng hay tiệm nail rồi bị đập phá, bây giờ chúng tôi cần để bảo hiểm trả lại cho người ta, chỉ cần như vậy thôi. Tụi bay là lòng tốt rồi, cái đó là tụi bay thương dân rồi đó. Tại sao tụi bay không ở cái mỏ lờ tụi bay lên, nó sắp đâu có cần phải Việt Nam, nó xa quá, mình ở bên này nè. Thậm chí có những là những người ở miền Nam Cali là cũng là bạn bè tụi bay, sao tụi bay không mở lên tụi bay giúp người ta như vậy đi. Bây giờ tụi bay tự nhiên chăm sóc đi tàu
mà cũng ông cũng ăn hết tiền nội nội cha tụi bay nữa. Ông là người ông nuôi tụi bay, ông từ cái chính phủ Mỹ này là người ta đem, người ta cứu mang tụi bay, tụi bay cho bay, tụi bay nó lao là cộng sản hà hiếp tụi bay, tụi bay trốn vào đây rồi đó, cho là cho như vậy đi, cứ cho vậy cho vuông đây, rồi tụi bay nói là bây giờ người ta nuôi mày, thấy không, mấy bữa mày chửi tao á là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, ăn cơm nước xứ tự do, mà tao không ăn cơm cái ông mụ nội cha của ai hết, tao ăn cơm của tao chứ không phải cơm của ai á. Tao hời thờ ma cộng sản thì kệ tía tao, bây giờ á là cũng như vậy nè, giờ tao chửi trên đầu cha tụi bay á là cái mụ nội cha mụ nội tía dòng họ tụi bay, thấy không, ở bên nước Mỹ này nuôi tụi bay, thấy không, rồi tao cũng vậy, tao là người đóng thuế nuôi tụi bay, mà bây giờ tụi bay quay là chửi lên chính phủ. Tụi bay là cái gì vậy? Tụi bay cứ hỏi cái là nhân dân cho Việt Nam Cộng Hòa với cái lá cờ sọc ba, cờ ba sọc đó là tụi bay muốn lên đây, tụi bay muốn ẵn gì ẵn hả? Chào Thế Linh Hoàng, à, chào Hoàng Phong. Tụi bay muốn lên đây, tụi bay ẵn, tụi bay muốn chửi ai, tụi bay chửi hả? Tụi bay muốn lụ mẹ gọi là anh hùng hoàng phím gọi lại hả? Là hay hả? Rồi cứ hỏi một cái là tụi bay là cứ biểu là ơ là chúng tao là lên đây tụi tao được nói tiếng nói của người dân. Tiếng nói ụ mẹ tụi bay chứ tiếng nói người dân. Cái tiếng nói người dân đó là bây giờ nè, đó giống như là những người bị phá đó, đó là cần tiếng nói người dân, sao tụi bay không lên? Tự nhiên bây giờ đúng không? Người ta xách tàu chiến, người ta đi vô quần đảo quốc tế bắt nấu mụ cha bay. Tụi bay miệng thì nói là Việt Nam Cộng sản hèn như giặc ác với dân. Tụi bay ghét Trung Quốc, bây giờ nói là thằng Trung Quốc nó chiếm đất Việt Nam, rồi Trung Quốc nó tràn qua Việt Nam, Trung Quốc nó bỏ chất độc qua cho người Việt Nam ăn chết. Thì tụi bay hận cùng Trung Quốc phải không? Ông Trump ông nghe vậy, ông có đem qua bên đời ông dằn mặt Trung Quốc, mà bây giờ tụi bay đi chửi là ông Trump. Cái ý là sao vậy? Mày hỏi tao nghe, những thằng sọc lờ tụi bay là cái ý của tụi bay là sao? Bây giờ đi trồi đi kiện đi biểu tình, mà trong khi đó những chuyện cần biểu tình thì tụi bay không lên. Bây giờ cái chuyện đủ mát, tự nhiên cái chuyện vời xa vời vợi, cái chuyện xa ơi là xa, tới 20-30 ngàn cây số, nó xa vời. Bây giờ chúng ta đang cần những cái sự đang gần vật vã ấy, gọi là gần gũi cái này nè, mình không làm mà mình bị mắc mớ, mình đi xa vời vợi, mình tới bên biển Đông, bên kia đại dương, mình đang trong đất liền nè, mày lên ơn làm phước đi, mình lên đây đi, mày bớt cái ảo với tụi bay, bớt gọi là mày bớt gáo giùm tao đi, bớt gáo giùm tao đi, những thằng chống cộng cực đoan, mày làm ơn làm phước giùm tao đi, tao lại tao xá tụi bay, tụi bay bớt gáo đi, cho tao xin cái ngáo, cho tao xin cái ngáo của tụi bay chút xíu đi. Tự nhiên đâu có, mình gần đây mình không lo, nó tiếng nói của người dân liền chợ, tự nhiên la thù cộng trung cộng rồi tùm lum, bây giờ đó thằng Mỹ nó thực hiện đó, y chang như cái lời tụi bay thích á, tụi bay nói là đụng qua Trung Quốc rồi này nọ, thì giờ nó lên nó thực hiện cái lời tụi bay ước, cái lời ước Mỹ là ông bụt mà, những lời tụi bay nói lên thì nó nghe đó. Còn hồi trước ba chuyện xàm rồi về chống cộng thì nó không chống, bây giờ lên chống Trung Quốc thì nó chống đó, bây giờ nó về nó chống đó. Trả lời giùm tao đi. Trả lời giùm tao đi tụi bay. Việt Nam cộng lời tụi bay. Trả lời giùm tao. Chào Trần Hùng nhé. Chào cháu. Chào Trinh Lê. Chào Cẩm Tú Cầu. Trả lời giùm tao đi. Hết chuyện rồi. Đúng không? Cái chuyện gì tụi bay complain cũng được hết đó. Chào Thu Nguyễn. Chào Thành Long. Tụi bay cái chuyện gì tụi bay cũng complain hết đó. Tụi bay cứ hở người tụi bay đi ỉa không ra là cũng la vì cộng sản. Nó đem nó cái gì cái lọ cái chai. Cái gì tụi bay vô bây giờ mà ví dụ như bây giờ tụi bay hết tiền, tụi bay nghèo, tụi bay cũng đổ thừa là cộng sản. Tại vì tụi bay ở là cái xứ nghèo, đúng không? Mà tao nghĩ tụi bay qua Mỹ cũng bao lâu rồi tụi bay cũng vẫn nghèo à. Cái lúc mà trước khi tụi bay qua cũng là zero, bây giờ hiện tại giờ tụi bay ở mấy chục năm cũng zero à. Tụi tôi qua đây tụi bay đâu có chuyện đi làm ăn gì đâu. Ủa tao hỏi cho tao nó thiệt, đụng với tao một cái tóc dài, tao ngồi tao bứt tóc lên tao để tao ngồi xuống tao đếm á. Tao không hiểu nữa, đúng không? Bây giờ tao nói thiệt cho đời, tao không hiểu cái chống cộng cực đoan với lại gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Tụi bay là cái văn hóa của tụi bay là coi như là những cái lời mà tụi bay mà muốn, tao không hiểu tụi bay muốn cái gì. Nhiều khi mấy thằng ngáo đá đó, nó hút mấy cái chất mà thuốc hay là lắc hay là mấy cái đá rồi mấy cái hàng rồi mà ngon hay hàng phế nó ngáo lên, tao còn đồng ý. Còn tụi bay cần xa thì tụi bay phê nhiều quá, tụi bay ngồi tụi bay cứ tưởng tượng giống như tụi bay hồi xưa vừa giải phóng vô thì tụi bay mới có hạ sĩ trung sĩ, rồi bây giờ cái tụi bay nghĩ 45 năm sau là tụi bay lên chức, là tự tụi bay đưa tụi bay lên là đại tướng với tổng thống. Cái đó là chuyện diễn dông cho mày mơ mộng thì tao không trách,
thấy không, dù sao đi nữa hồi xưa tụi bay đi làm tay sai cho thằng Mỹ thì giải phóng vô lúc đó tụi bay cũng mới 18-20 tuổi, thì lúc đó là thiếu thiếu quý hay trung quý rồi đi học cải tạo về qua đây, rồi cứ tưởng tượng 40-15 năm sau là mình tưởng tượng là mình được lên đại tướng với lại tổng thống, ok cái chuyện ok đi. Còn cái chuyện đây á, bây giờ tụi bay nào á là tụi bay nói là à, từ gì bay qua đây giống như cái thằng mục sư liền, cái thằng mục sư liền David Lê David Lâm á, David Lâm L đó, biểu á năm 85 nó vượt biên qua đây á, đã gọi là vượt biên qua thì còn nói là tôi vượt biên qua đây là sao, cái diện chính trị cái mãi cho mẹ mày, mày vượt biên qua đây thì Mỹ nó đem nó thành lập nó cho mày qua đây cái đéo gì, lúc đó nó có biết chính trị với chính anh gì. Bây giờ sau này nó mới dụ cái con nắm với thằng Nguyên Khang thì mới có chương trình chính trị chứ, bây giờ cái thời đó mà chính trị chính anh, mày lên mày làm mục sư mà mày la mày học mày có học bằng đại học về thần học rồi mày khoe dữ lắm mà. Bởi tao nói đúng có mấy thằng mà đúng mới gọi là tao không hiểu, tao xá tụi bay từ trái qua phải, phải qua trái từ dưới, tao xá lên từ trên, tao xá xuống, tao không biết tao xá cái kiểu gì nữa. Để mà tao hiểu được cái chuyện đời với tụi bay. Miệng thì bay đó thù Cộng sản, hèn những giặc ác với dân, à, thù Trung Quốc. Rồi cái ông việc ông tỷ phú Hoàng Kiều nó bây giờ tụi bay đừng có nói nhiều. Mà tụi bay muốn á thì tao đi mướn một cái tàu chiến, tụi bay leo lên đi về Trung Quốc chống thì không có thằng nào lên tiếng hết, thằng nào cũng sợ hết á. Rồi bây giờ á, rồi cái khi mà tụi bay qua Mỹ tụi bay đổ thừa, trước khi qua Mỹ tụi bay nói là ở Việt Nam đàn áp khổ, nên tụi bay phải trốn ra khỏi nước. Và bây giờ á, tụi bay qua đi nước tự do nước dân minh cái gì cũng vậy, tụi bay nói cái gì cũng được á, nước tự do nước dân minh, mấy chục năm tụi bay ở đây rốt cuộc có lại tụi bay cũng vẫn khổ là sao không, tự nhiên tụi bay ngu, tụi bay đủ má đầu cứng nên tụi bay mới khổ chứ đụng má bình thường giống như tụi tao, giống như gia đình người khác, người có ai la lối được, người ta khổ qua Mỹ, người ta siêng năng, người ta làm ăn thì người ta kiếm tiền, người ta mua nhà mua cửa, bán căn này sửa căn mua căn khác sửa bán rồi cứ tùm lum cái chuyện, người ta có cái đầu óc giống như tao, thấy không, đầu bự nè, thấy không, đầu óc to như vậy mình suy nghĩ mình mới kiếm được nhiều tiền. Còn tụi bay cái gì cứ hở cái tại, ôi trời ơi lạy Chúa hay lạy Phật, tại sao con khổ. Cái mặt liền tụi bay làm ơn là phước giùm tao. Tao khổ gì, tao suy nghĩ gì, tụi bay biết thì tao cũng bị khùng theo tụi bay nữa. Tao không hiểu mà cái lá đu đủ, tao đâu cho tụi bay hút lá đu đủ đâu mà tụi bay tê lá đu đủ dữ vậy. Hết tê lá đu đủ, bây giờ tao phiên tê tới rễ đu đủ hả tụi bay? Trời ơi sao kỳ vậy, cho tao xin lại đi. Sao tao xin lại mấy cái cọng dây khùng đi. Đã tao tưởng là trên nước Mỹ này chỉ có ông cho anh khùng có giấy tờ mà giờ tao phiên tụi bay nữa. Tụi bay chửi, tụi bay đã thù Trung Quốc, tụi bay chửi Cộng sản là hèn với giặc ác với dân. Bây giờ cái hàng ông tổng thống ở cái chính phủ Mỹ á, người ta nghe như vậy thì người ta nói ồ ok, cũng con nói như vậy thì là bố Mỹ ra tay đi vòng vòng dằn mặt chơi. Bây giờ cái tụi bay đòi biểu tình là thằng ông Trump đi bưng bô Cộng sản. Má ơi là má thiệt, tôi nói thiệt, mấy dân tôi lại mấy má thiệt. Mấy bà đấy thì con không hiểu cái từ gì mà lại con nói với mấy bà nữa thiệt. Thì cái tao nói thiệt, lúc đó thì con chửi hồi xưa đó, con đã từng chửi thề đủ quá đủ mẹ ông bà, ông cha, ông tổ. Tôi chửi hết, không còn cái từ gì mà tôi chửi tới mấy người. Bây giờ tôi xuống nước, tôi nói chuyện lịch sự, thì bây giờ tôi cũng chả hiểu. Mà bây giờ tôi cứ gãi đầu, mới vừa la được thù thằng Trung Quốc, hè chửi Cộng sản. Thằng Mỹ làm cho cái ước vọng gọi là ba điều ước. Thì nó đã làm cái điều thứ ba, nó sách đào chiến nó qua, bây giờ chửi người Mỹ rồi đi biểu tình người Mỹ. Mà trong khi đó cái tội biểu tình nó cướp giật, nó cướp giật nó đập phá cho người dân bạn bè tụi bay, còn nhiều khi có gia đình tụi bay nữa mà tụi bay không dám lên biểu tình để chống lại những thằng biểu tình. Mà bây giờ mày đòi lên mày biểu tình thằng Mỹ, mày đòi chống lại cái thằng Mỹ, mày chống lại tổng thống, mày chửi tổng thống tao lại tụi bay. Mấy người ơi thiệt, tôi nói thiệt, tôi không biết cái gì mà tôi trả lời tụi mấy người ơi. Tôi khổ lắm mấy người ơi. Tôi ngồi riết mẹ tôi mà tôi còn phải lo công chuyện công ty của tôi nữa mà riết. Mà tôi nghe mấy thằng này riết, chắc cái kiểu này, một là tôi lấy cái cây đổ tôi thọt cho màng nhĩ tôi, hai là tôi móc mắt tôi ra tôi chà giấy nhám để tôi vừa điếc mà vừa nghe, rồi tôi cắt lưỡi tôi câm để tôi khỏi nói. Chứ mà tôi nhìn ở bên là Mỹ này mà cái kiểu này mà tôi nghe mấy thằng sọc lờ này riết tôi cũng đi theo nó luôn. Các anh chị có hiểu giùm tôi không vậy?
Tôi nói ra đây giờ tôi chưa hiểu, bây giờ mà nó nói lên bây giờ sao tôi hiểu nữa các chị. Trời ơi là trời. Đâu mắt biểu tình. Bây giờ chỉ cần mày lên tiếng, mày nói trời ơi trời ơi, ở bên Mỹ này vậy á nghe. À, không có an toàn đâu, bây giờ là ơn phước vậy hả, là đền bù là cho người bị mất đi, chỉ cần vậy thôi mà không biểu tình mà bây giờ đụng má tổng thống Mỹ mang tàu chiến đi ra ngoài đường để chống lại Trung Quốc thì tụi bay đòi biểu tình, tụi bay có được không vậy? Tụi bay có cần tao đưa cái dĩa bay cho tụi bay bay về cái nơi mà tụi bay cái thời trở lại cái thời mà nguyên thủy 500 năm trước không vậy hả tụi bay? Giống như thằng Đào Minh Quân á, đi chống cộng mà đi cái sáu thằng mà đi cái tướng cà khên cầm cái súng hiệu súng ngủ đi vòng vòng cái tướng mà thằng cái cầm súng ngủ có 2 kg mà cái tay nó rung rung vậy nè, trong sáu thằng thì thằng Đào Minh Quân là thằng tổng thống, còn sáu thằng kia là đại tướng, không có thằng nào mà đồ gọi là đại tá với lại là đại quý hay gì đó, còn tướng với tá mà. Tôi nói riết hết rồi, tôi hỏi các anh chị nè, các anh chị ơi, nó cứ chửi cộng sản hoài rồi cái chuyện nó cho nó thù hằn đi không, mình không nói rồi nó biểu là đụng mấy ngày xưa hỏi lý do tại sao mày đi ra khỏi Việt Nam, tại sao mày vượt biên, nó tùy vì khổ rồi bị đàn áp, bây giờ cái hỏi lại bây giờ mày có giàu chưa sao vậy, nó trả lời không được, tại vì mày ngu mày qua Mỹ mày mới nghèo, đủ mẹ mày tối mày ăn tiền chính phủ rồi mày làm tiền mặt, mày đi quýnh bài mày lấy tiền cho gái ăn rồi tụi bay hút sách tụi bay ấy thì tụi bay nghèo thôi, tụi bay ngu mới nghèo thôi, qua Mỹ ngu mới nghèo thôi, chứ đủ bên chứ người bình thường người ta đâu có nghèo, người ta vẫn đụng bay giống như tụi bay, những người mà cũng HO đi qua theo tụi bay, những người vượt biên qua tụi bay người ta cũng đi về Việt Nam phà phà, người ta mua đất mua cát rồi người ta về dưới đó người ta hưởng già, còn tụi bay những thằng tụi bay ngồi đây tụi bay ẩn giống như thằng vượng râu thằng vượng lựu đạn gì ở Sacramento, cái tướng thì như con khỉ gì đó, cao có 1 thước 4 mặt ca lúc nào cũng vậy, mặc bộ đồ đụng ma rằng ri giống như đụng ma ngồi đừng nghĩ là hồi xưa ta là lĩnh Mỹ đó hỉ à, hỏi ủa lính Mỹ không biết bắn súng, ta nói thật về Mỹ nhưng hồi xưa ta làm là chủ yếu ta làm là lĩnh kiện thôi, ta lục mà ta múa chực lên là tao múa đi, ta múa mà bả ta gọi chỗ tiên cho ta múa đó, ta làm để lý là chuyện biện chí mà bằng lý giải phóng vô là cả, tiếp quan vô đó là lùn đỏ là ta đi là cà rí cái lùn ngố là cà rí cái rồi đi đấy nó ta đi hỏi cuối cùng bây giờ tôi nói chốt lại đụng mấy ông nói cái gì đi ra tôi không hiểu mẹ gì đó, bây giờ ông nói thẳng bây giờ ông có biết bắn hay không, cái ông nói tôi nói nhỏ mày nhà tao không biết bắn, tôi nói mụ nội ơi vậy mà ông đi lính làm con mẹ gì vậy ông, nó lúc đó đi từ gì chẳng qua chốn quân dịch đi mua chức sĩ quan để về có tiền để nuôi được 3 vợ bé, giờ xong quay lại ông chửi cộng sản như vậy, chửi theo kiểu mình theo gọi là chửi theo mồ thôi, hiểu không, chỗ gọi là giống như chó hùa cả đám thôi chứ có gì đâu, tôi nói thiệt nha, động má tôi nói thiệt, ông xin lỗi nữa, lạy Chúa amen chữ thề, tôi khổ anh chị, riết thì tôi không biết nói với chuyện với mấy thằng này, tôi dạy mấy thằng súc vật con cháu mà tôi không biết sao nữa, hả? À, bây giờ sao? Bây giờ anh chị trả lời tôi, bây giờ nó đòi kiện ông tổng thống Mỹ rồi, nó đòi đi biểu tình rồi, bây giờ các anh chị còn lá đu đủ mang gửi qua tôi mở cho tụi nó hút, tụi nó tới cho nó suy nghĩ chuyện khác giùm tôi nha. Minh Nguyễn mày có lá đu đủ, có ai mà thương tôi mà trong này gọi là bạn bè mà người bạn tốt rồi, nó đưa địa chỉ mà gửi tôi mớ lá đu đủ nha, tự tôi không có cung cấp lá đu đủ cho tụi nó hút cho nó suy nghĩ chuyện khác đi, tụi bây giờ nó đòi đi kiện ông tổng thống Trump rồi. Hết thằng Đào Minh Quân đi kiện mẹ 36.000 tỷ của Trung Quốc. Bây giờ bây giờ nó đòi kiện nó đòi thương tổng thống Trâm là đi bưng bô cộng sản, mà tôi nói Trâm nó nói đúng á, đúng mới ngu gì bưng bô cộng sản mới có đồ ăn ngon chứ, mới có sạch cá sạch chiên giòn, mới có canh cua rau đây chứ, hoặc như tụi bay đúng á, Việt Nam Cộng Hòa đệ tam đệ tứ rốt cuộc cứ ăn một cái gà 2 đô với lại mì gói này, thì mì gói Mỹ 25 đồng cent, 25 cent một gói không mà đụng có chịu gì nổi, thôi dẹp với mấy ông nội đụng á, ăn có cộng sản mới ăn ngon mặt sướng mắt bố mẹ. Khổ anh chị, thiệt là tôi nói thiệt, tôi không hiểu cái gì mà gọi là tụi nó đang hiện cái văn hóa của tụi nó mà cái cách mà tụi nó suy nghĩ gì nữa.
Vũ Hoàng Vũ mà nó có sơ dừa, mà có sơ dừa cũng được, miễn sao nó phê là được rồi. Cho nó phê đi, nó suy nghĩ chuyện khác đi. Hả? Cho đi suy nghĩ chuyện khác đi, đúng không? Cứ hỏi một cái ra là đậu, mà nó chửi, nó chửi, nó kiện rồi cái này cái nọ, đúng không? Mà tôi không biết nữa. Mà trong khi đó rồi mày nào, bây giờ hả? Dịch thì nó tăng hàng hà, mà tụi nó không biết cách nào mà để nó tránh dịch. Người chết thì hà hà, mà bây giờ nó đòi chống lên tới tổng thống. Riết rồi bây giờ tôi phải bái. Tôi gọi là những thằng mà gọi là ngáo Việt Nam Cộng Hòa, ngáo đu đủ, mà gọi là bây giờ nó hút lá đu đủ, cuốn đu đủ, nó hút thân đu đủ, bây giờ tới phiên nó chơi luôn rễ đu đủ luôn. Nó tay tới không biết nó tay cỡ nào, để bữa nào tôi thử bữa rồi nó tay tới cỡ nào mà nó cứ ngồi, nó mới nào ngồi mà suy nghĩ mà. Thì Hương Đỗ nói là em bức cả rễ, anh cần bao nhiêu em ship cho, cho tốt bụng vậy, ship cho mấy bà sọc quá không. Rồi bây giờ nha, giờ trở lại tới những cái thằng mà gọi là bây giờ á, một số tụi nó bên này nó chửi nhau, nó chửi mấy thằng Cộng Hòa với Cộng Hòa chửi nhau. Hai thằng nó ngồi chửi vậy nè, nó nói thằng này thì bưng bô cộng sản, kia bưng bô cộng sản, cái thì cứ thằng kia nó đòi trục xuất này, thằng này trục xuất thằng kia. Cái tôi quay ra tôi hỏi tụi nó, ủa hai thằng bay cũng hai thằng tị nạn, giờ có thằng nào mà được giống như tao bên này, người Mỹ chân chính bên này, hai thằng bay cũng là tị nạn với nhau, hai thằng bay đòi trục xuất thì tự nó cứ biểu là cứ là cộng sản là trục xuất. Cái tôi hỏi ê trăm giờ nó cũng bưng bô cộng sản vậy mà trục xuất trăm nổi không vậy? Cái tôi hỏi nó cũng không biết trả lời luôn, giờ trả lời sao các anh chị? Riết cái mấy này á, tôi nói nghe, mấy già nó chết rồi, hiểu không? Khoảng mà giải phóng tới giờ là 45 năm, có nhiều thằng 65 rồi, 65 hay là 65 tuổi hay 70 tuổi thì cũng gần chết hết rồi, đúng không? Rồi đúng không? Chào Năm Bỏ, chào Thanh Thanh bé xấu xí. Thì các anh chị nghĩ đi, nó cũng sắp chết hết rồi, phải không? Tôi cầu cho nó chết hết đi thì để cho mình khỏi là mình ấy chứ thôi, cái điều này tôi đã cùng rồi. Chàng này chắc tôi điên, chắc tôi không ai mà tôi ngồi tôi nói đểu được trên cho các anh chị cười đâu nha. Thì bởi vậy các anh chị phải là giúp tôi nha, mang gửi đá đu đủ nhiều vô tôi cho nó phế lại cho nó chết mẹ nó hết đi. Chứ bây giờ nó ngồi đây mà nó nói hết thiên địa la la thiên địa la thiên địa, nó nói đủ thứ. Bây giờ hả, mình cũng mệt lắm rồi, bây giờ cứ tối ngày nó chửi. Tôi hỏi chứ mà nó cứ hỏi chửi đảng, mà đảng đâu ra vậy? Là đảng là từ dân, là từ mấy người ra đó, thấy không? Mấy người là từ đảng, là từ mấy người ra, vậy là mấy người á, nó chửi mấy người á, dập vô nhà nó cho tôi. Bây giờ chơi cái bàn cứ đi lên mà nó có chửi hoài, 20-30 người, 50 người vô báo cáo cho nó sập nick, cứ thằng nào ra là báo cáo hết, là lúc đó nó hết à, nó sợ liền à, nó mất hết đâu nó ấy nữa, cứ báo cáo trang á. Chơi vậy á, bây giờ mình xúi đó. Nó hồi đó nó rít rít tôi không có xúi các anh chị, bây giờ tôi xúi lại á, mình cho nó chơi qua chơi lại. Chơi nó. Thằng nào mà nói chuyện mất dạy, không chửi nó, bắt công nó nói là cái văn hóa của Bác Hồ với dân gia văn hóa đảng. Bây giờ mình không chơi, không có chửi vô, không chửi gì đó. Cứ 10 hay 20 anh chị vậy đó, cứ canh cái câu mà nó bình luận gì vô báo cáo là nó rớt hết à. Bây giờ báo cáo bây giờ nè, trong cái hội của anh chị nè, chỉ nè báo cáo lần 30-40 người lên một lần là cái trang nó rớt liền. Vậy thôi. Cứ vậy là cứ 10 lần, 20 lần báo cáo là rớt, báo cáo là rớt. Bây giờ mình không chửi nó nữa. Mất công nó mất dạy, nó chửi mình là ồ cái đó là văn hóa Bác Hồ hay là văn hóa cộng sản. Bây giờ mình không ấy. Bây giờ nó vô nó chửi mình, giờ tôi không có chửi lại cho nó. Tôi nói ồ cái này là văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Mình chỉ là mình giống như thái cực quyền vậy, nó quýnh mình dùng sức của nó, mình tấn nó lại, dùng sức của nó để tấn lại sức nó. Chứ bây giờ mình hơi ra mình ra sức làm gì, đúng không? Chơi vậy đi nha. Bây giờ cũng hơi mệt, hôm nay làm việc quá mệt, hôm nay em là hơi đã có nhiều bận công chuyện, với hôm nay nóng quá, với lại hôm nay là quá chuyện nhiều, nhiều việc, sáng giờ tới chiều về nấu cơm chiên cá sặc lên mà nó ngon thiệt. Tôi nói ăn một tô cơm bự là giống như là 6 chén, 2 con cá sặc, một chén cái trái gì, trái cà pháo, một tô canh, ôi nó ngon. Đâu đây nó gặp đâu đây nó nhớt á, mồng tơi đâu đây nó nhớt lâu lắm ăn được cái tô canh, tôi nói mấy chục năm mỗi lần được tô canh ngon đấy.
mấy lần trước về Việt Nam thì mình không tính, mình ở cái thời gian Mỹ. Ôi tôi nói hôm nay tôi nói tuyệt vời cái gì, ăn cơm tôi nói một từ ngày bưng bô cộng sản đến giờ cứ ăn đồ Việt Nam riết là tôi. Ngày xưa Mỹ Nam mà tướng tá mấy cái áo đồ mình mặc còn ấy, nhưng bây giờ sao mà ấy giống như cái đồ bánh tét vậy. Ngày xưa còn là xích, còn là sáu muối, bây giờ nó còn nguyên một thùng, nguyên cái thùng phi. Thế mà kệ năm mấy tuổi giờ cũng cũng vẫn còn khỏe, phải không các anh chị ha? Chừng dần ông đâu có chết đâu, ông còn sống mà Nguyễn Văn Thời. Thôi hôm nay Trinh nghỉ sớm. Trinh chào các anh chị nha. Hôm mua mấy hôm nay không ngủ, hồi nãy đi làm về ngủ được giấc cũng khỏe khỏe rồi dậy nấu cơm nữa chứ. Tôi nói thật chứ tôi thanh niên vậy chứ mình nấu cơm còn giỏi hơn mấy cô á. Ăn 6 chén cơm. Nhưng mà vẫn còn chắc lắm anh chị ơi, tướng còn chắc mà. Tướng chắc lắm không có xệ. Má đâu còn chắc lắm. Dạ công hát tướng rồi cô, từ mấy gym nó chưa mở cửa cô. Gym nó chưa mở cửa nên công hát tướng rồi cô. Với lại con năm mấy rồi con cũng đâu có sợ còn gì mà để mất đâu cô. Còn gì mà để mất đâu. Là canh cua rồi tôi nấu có ngon không mấy anh chị? Ôi trời, cua, gạch cua luôn. Đâu có thua mấy người phụ nữ đâu đúng không? Cà pháo nè, đâu thua phụ nữ đâu đúng không? Canh cua mà đi, tôi nói bây giờ mà ai mà tôi mà lấy vợ là người đó phải nấu cơm ngon hơn tôi mới lấy người đó, mà không có ai nấu hơn hết á. Nè tôi chỉ, tôi không phải tôi dạy cái người võ Hoàng Vũ nha, bay boy, cái chữ đó là không có dùng cho tôi, từ tôi lớn là không có dùng boy, boy là mấy thằng con nít mới 10 tuổi á, là dùng chữ boy á. Nếu mà anh lớn hơn tôi, anh 17 mươi mấy hay 80 á, thì anh gọi tôi là boy được nha. Cái đó là tôi dùng cái từ lịch sự, tiếng Mỹ là cái dùng cái từ đó từ lịch sự, chứ anh nói cái chữ bay boy á, là cái đó là người ta kỵ thầy kỳ lắm á. Mấy thằng Mỹ mà kỳ thị là nó chửi á. Nha, đừng có dùng cái từ đó. Bye boy, nếu mà anh lớn hơn tôi nhiều, giống như anh có thể anh sanh ra tôi á, thì anh nói câu đó. Mà thí dụ như anh nhỏ hơn tôi hay anh ngang hàng với tôi mà nói bye boy là kiểu đó, kiểu bữa sau là hình như vô trong này không có thấy được cái màn hình đâu. Tụi nó đi xuống 3 triệu rồi. Nha. Thôi, chào các anh chị, chào cô Hoa nha, chào các anh chị nha. Chúc các anh chị vui vẻ. Ngày mai mình có nói chuyện khác nữa, mai mình làm một bài khác nữa, hôm nay mình nói về lá đu đủ thôi nha. Tương lai của chúng nó về đâu nha. Chào các anh chị, chúc anh chị ngày mới vui vẻ.